Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugo đây và chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái sự kiện là ở tập trước là chúng ta đã phá đảo được cái việc mà Xí Phèo đã trở thành một tội danh của quốc gia luôn rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ tới với phần 4, Xí Phèo nổi loạn. Thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho kênh này của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Làm gì cho nó giống Chí Phèo rồi chứ không phải đâu. Rồi, làm cho tóc bù xù nó giống Chí Phèo nè. Giữ không được, tại vì cái tóc mình nó theo nếp rồi. Từ từ, gọi đầu nhiều quá. Cái đầu này nó giống Chí Phèo rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy vào luôn. Thì ở phần trước là chúng ta có thêm 3 kỹ năng và chúng ta đã phát hiện ra là Chí Phèo không phải là người thường mà ông ta là một người ngoài hành tinh. Ông ta có thể lấy hai con mắt của mình ra đánh người khác. Là các bạn hiểu là không có ai. Wow, phần này là Chí Phèo của chúng ta có thể cầm được cái đại bác. Rồi cái đầu mình cho nó bù xù tí coi. Thì nó giống Chí Phèo thôi, mấy người Chí Phèo nó không có gọi đầu. Còn mình có mà gọi tới nỗi mà cái đầu mình nó khô luôn á. Các bạn có thấy ai mà gọi đầu gọi nãy khô đầu chưa? Và các bạn xin chào mừng các bạn đã đến với căn phòng ngôi nhà nhỏ của mình. Mình có 3 người bạn và một đống mèo đằng sau luôn. Rồi vô. Ở phần này thì chúng ta sẽ có kỹ năng gì thì một lát các bạn sẽ có thể thấy. Ôi chết, mình lỡ skip rồi. Thì cái câu chuyện này là sau cái Hobo 3, có nghĩa là sau cái sự kiện mà mình phá đảo cái phần 3 á. Thì sau vài ngày là mình đã bị kiếm. Mình đang trốn ở công viên ở một cái vùng đất nào đó. Ôi trời ơi, phần này tụi nó có ném bom luôn mấy đứa ơi. Ui da. Ok. Ôi, phần này có cầm dao luôn, sao bạo lực thế. Tôi chỉ là lấy cức chọi người đó mà làm gì căng như vậy. Cức tôi có giết được ai đâu. Nó chỉ làm người ta cảm thấy gọi là tự ti về bản thân. Trời ơi, cái kỹ năng gì vậy? ADS. Từ từ. ADS. ADS. Wow, cái kỹ năng AD là đưa hai con mắt ra, mà ADS là đưa luôn cái khẩu ra. Đưa luôn cái đầu ra, trời thằng này người ngoài hành tinh chắc rồi. Bá đạo còn bá đạo hơn nữa, ok. Mà cái chiêu này nó hơi xa nha. Cái chiêu này hơi xa, mình có thể dùng. Ây da, mấy ngày tối ngày cứ chọi bơm. Chọi bơm. Chọi bơm. Ôi trời ơi, sao mạnh dữ vậy. Tao cấm tụi bay chọi bơm nha. Ui. À, mày chơi chọi bơm hả mày. Tao cũng có bơm để chọi nè. Vô đây, vô đây. Mình đang bị truy nã ở cấp độ cao luôn. Cầm súng. Đáng lẽ mình nên cầm bơm nhưng mà thôi. À, xe quân đội tới kìa. Được hết. Hello cô em. À, anh có tí quà muốn gửi cho em nè. Đây là phần gọi là món này gọi là bắp cải xào. Không phải không? Cải xanh. Lộn nó lộn. Cải xanh đã bị tiêu hóa. Ngon lắm em ơi. Còn món này là món này nâu nâu nè. Nó giống như cước nhưng mà không phải cước đâu. Nó là khoai tây đó em. Nó là khoai tây đó em. Ok. Trời. Trời ơi. Chết rồi, Chí Phèo của chúng ta sắp chết rồi. Mong là Chí Phèo được hồi máu nè, không là chết nè. Rồi, mình cảm thấy là không ổn rồi. Cho tôi hồi máu đi không à. Ok, mình đã giết người rồi. Bây giờ Chí Phèo cứ là tội lỗi rồi. Lần đầu tiên Chí Phèo người ngoài hành tinh đã bị giết. Không được, phải chơi lại. Xin lỗi các bạn. Trời, nãy giờ mình tưởng là mình tắt quay rồi, ai ngờ đâu. Thôi lỡ rồi. Mình cũng qua được khúc đó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp nha. Trời ơi, bắt đầu mình càng chơi game này, bắt đầu mình cảm thấy mình càng giống Chí Phèo đó. Ê, sao mấy anh đông quá vậy? Trời ơi, quân đội. Đừng có bắn mà. Trời ơi, làm sao mà tôi có thể thoát khỏi cái khu vực này đây. Trời ơi, mấy anh ơi. Ok, bây giờ mình... Ây da. Trời ơi. Tôi thực sự là tôi đang bị hội đồng các bạn ơi. Trời ơi, nó phá máu tôi kìa, còn nửa cây à. Ok, có một thằng chết rồi. Mình sẽ chạy. Ây da. Ok. Rồi chết hết ba thằng.
còn nào nữa nãy cầm súng bắn tao đâu, thằng nào thấy tao chí phèo mày ăn hiếp tao hoài quá, mày cầm đại bác nè, kỹ năng cuối cùng vừa ói vừa ỉa. Trời ơi, nó vừa ói mà nó vừa ỉa luôn. Từ chết lỡ cầm súng lên à. Ok, các bạn đừng lo, sau khi mình quay xong cái clip này xong mình sẽ đi tốt lại vẻ đẹp trai. Mình không thể nào mà giống Chí Phèo được. Ok, mày á mày, Mỹ Đen á, Mỹ Đen còn bị buồn ngủ nữa trời ơi. Ok, tao sẽ cho mày thử cái chiêu là vừa ỉ mà nó còn vừa địch. Nó lục vừa ỉ mà vừa ói, nó lộn. Càng chơi càng giống Chí Phèo. Cái phần này nó hay quá các bạn ạ. Ơi, Không được rồi. Ây da, đúng rồi trời nó. Đúng rồi. Mày đầu gấu không? Chết rồi, mình sắp hết máu rồi. Không được rồi, phần này nó mạnh quá. Đây là mấy thằng trong quân đội. Mày. Ây da, bị nó đem bơm nữa. Rồi, giờ thì Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Sao đi thẳng băng vậy? Mày banh xe, thằng cầm súng á mày, thêm viên nữa. Cầm súng á mày, ai cho tao phải cầm súng? Đi. Không có sợ thằng nào nữa. Bây giờ chỉ vào đầy đủ kỹ năng bắn súng chọi bơm hết kiểu rồi. Từ để mình bắn hết cái đám này trước, còn ai nữa không? Ok, không nữa thì cầm bơm. Bơm chọi một cái chết liền nên là rất là tốt để cầm khi cầm súng. Đó, vậy là xong liền. Ôi giời ơi, tưởng gì. Rồi. Chết rồi, sắp chết rồi. Ây da. Mày cầm súng không? Có nào cầm súng không? Mình đi tìm một thằng cầm súng trước đã. Cầm dao hả? Ý, mấy này cầm dao không à. Để mình lùa để nó vô một bầy. Không được. Trời ơi, sắp hết máu rồi, bây giờ sao đây trời ơi. Ơi ông đừng có đánh tôi mà, tôi biết ông trong quân đội, ông cũng có vợ con thì tôi thì tuy là tôi không có vợ con nhưng mà ông cũng phải tha cho tôi chứ. Ai, làm sao mà mình thoát khỏi cái thành phố này đây, bây giờ mình là tội phạm của quốc gia rồi, bây giờ mình thoát khỏi cái quốc gia này, mình cần phải thoát khỏi cái quốc gia này. Nếu mà các bạn ủng hộ mình, các bạn đừng quên để lại like và share để ủng hộ mình thì hả, ở tập sau mình nghĩ là có thể mình sẽ thoát khỏi cái quốc gia này. Tại bây giờ mình quá ghê rớm rồi, mình trở thành một cái loài gì chứ không phải loài người nữa rồi. Ơi, mình đầy cây máu lại rồi, mình qua cái gì mới đó, nó đầy cây máu rồi. Ok. Mày muốn bắn tao hả mày? Ok, thằng nào đó. Bây giờ mình đang á xe cộ máy bay, tao bắn cho banh xác hết. Ok, còn súng, mình còn đi được. Chí Phèo này hơi bị ghê, Chí Phèo này không cần bộ đồ quân sự gì á, chỉ cần một cái quần mà bị rách, một cái áo bị lủng, một cái bụng phệ nữa đủ giết hết cái đội quân của chính phủ rồi. Chí Phèo ghê quá, Chí Phèo mày. Ê, thằng này chọi bơm nha, chọi lựu đạn thúi à. Không có được nha. Cái đó là mày không được chọi khoai lang nướng nha mày. Ai da. Quỷ. Ok, mình có quá trời khoai lang nướng luôn. Đi. Nữa. Lì vậy trời. Trời ơi là trời, nó cầm bơm nó chọi mày chết bây giờ thằng quỷ. Đi đâu? Trời ơi, má ơi, xe tăng. Trời ơi, tại sao lại có xe tăng trong thời điểm này? Đừng. Ok, để mình chọi bơm xe tăng coi. Mày xe tăng không xin nhơi luôn, mình là người ngoài hành tinh, mình lấy tay chân mình mới bắn được nó. Trời ơi, đánh xe tăng hơi bị lâu luôn. Ai da. Ui da. Rồi, mình biết cách đánh xe tăng rồi. Xe tăng hơi bị trâu rồi nha. Là nó vừa tới là mình đứng đánh nó liền. Ok. Ui da. Mày chạy, mày hên chỗ là mày đi bằng xe bánh xe thôi. Chứ mày đi bỏ chúng tao đi, mày sẽ biết thằng quỷ. Trời ơi. Tao đi chân đất không à, tao bay toàn ba cái đồ thiết giáp không à.
Chạy. Mày ây da, nó cán mình gà còn nửa cây à. Chạy rồi. Ok, nó nửa cây, mình cũng nửa cây rồi. Mày đi bộ. Đánh. Ô, mày biết cách đánh nó rồi. Tại sao lại chích? Nó cán mình hoài vậy. Mày. Ok, nó chạy. Rồi, biết cách đánh rồi. Nó sắp chết rồi. Nè, quanh lại. Nó đấm mình nè. Nó không cho mày bắn nè. Sao mình nó trâu quá vậy? No. No. Đừng. Làm ơn đừng. Sắp xong rồi. Mày chết chắc rồi con à. Đi bộ lăn ba. Xong. Wow, trong một thời điểm. Ồ, lại ngủ tiếp. Tại sao vậy? Mày không thoát khỏi cái quốc gia này hay sao mà mày tối ngày mày cứ như vậy hoài. Ok, lát mình sẽ đi gọi đầu. Không phải là do mình tóc mình sơ đâu, do là mình gọi nhiều quá nên là thành ra nó bị khô vậy nè. Mình tại vì ngày nào mình cũng gọi hai lần ba lần hết á, mình gọi là mình xả nên là cái tóc nó, với lại tóc mình cũng nhận nhiều nên là có vấn đề nên là nó sẽ bị hư. Nhưng mà không sao, mình sẽ làm cố gắng, mình làm cho nó giống chí phèo. Ok, thì video này có cái dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký ủng hộ mình. Cũng đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Thì ở tập này chúng ta đã xong hết tất cả những cái cuộc chiến mà của quân, của chính phủ. Và ở tập sau, mình nghĩ là mình sẽ không muốn ở lại cái quốc gia này hay là ở lại cái trái đất này nữa. Thì các bạn nhớ đợi chờ ở tập sau coi là mình sẽ đi đâu. Mình nghĩ là mình sẽ có thể là lên thiên đường, xuống địa ngục, hoặc là đi đâu đó, ra ngoài vũ trụ. Các bạn nhớ đón xem. Còn bây giờ thì bye bye.